Chào các con, cô Hoàng Vân rất vui mừng chào đón các con đến với bài học trang số 28. Hôm nay thì cô sẽ dạy cho các con bài The Church Organ. Ở bài học hôm nay thì chúng ta sẽ có sự xuất hiện của một nốt nhạc mới. Bây giờ chúng ta cùng khám phá xem nốt gì nhé. Chúng ta sẽ quan sát phần trên của trang sách này. Có nốt nhạc Đồ, Rê, Mi là ba nốt chúng ta đã học. Và một nốt mới là nốt này cao hơn nốt Mi. Và tên gọi của nó là Fa. Về ký hiệu thì nốt pha sẽ có ký hiệu là chữ F. Bây giờ các con cùng ôn lại nhé. Đô ký hiệu là chữ C, Rê ký hiệu là chữ D, Mi ký hiệu là chữ I và pha ký hiệu là chữ F. Bây giờ chúng ta sẽ đọc tên nốt nhạc. Đối với khóa son của bản nhạc này, khóa pha thì chúng ta không có nốt, chúng ta hoàn toàn được nghỉ ở tay trái bằng các dấu lặng. Chúng ta được nghỉ ngơi và bây giờ thì chúng ta chỉ cần đọc nốt khóa son thôi. Cô sẽ hướng dẫn cho các con với nhịp đều 4-4 và cô sẽ đọc tên các nốt này nhé. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fa 2, Mi 2, Re 2, Do 2, Re 2, Mi 2, Fa 2, 3, 4. Fa 2, Mi 2. Rê 2, Đô 2, Rê 2, Mi 2, Pha 2, 3, 4. Ở phần dưới của trang này thì chúng ta có một phần là hãy viết nốt nhạc mà chúng ta vừa mới học ở phía dưới, đó là nốt pha. Và ô đầu tiên thì các con ở khóa son sẽ viết nốt pha tròn, ô thứ 2 pha trắng, ô thứ 3 pha trắng chấm và ô cuối cùng chúng ta sẽ viết nốt pha đen. Đó là phần lý thuyết mà cô hướng dẫn cho các con ở bài học này. Bây giờ thì các con cùng quan sát trên phím đàn nhé. Trong bài The Church Organ thì các con có học về nốt pha mới đối với khóa son đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm phím pha ở trên phím đàn nhé. Phím Đô, phím Rê, phím Mi và phím pha là phím này. Pha. Phím pha như vậy chúng ta sẽ chơi tay phải bằng ngón 4. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con tay phải của bản nhạc này. Phần tay trái thì chúng ta hoàn toàn có dấu lặng nên chúng ta không cần chơi. Chúng ta đặt nghỉ ngơi tay trái. Bây giờ thì cô sẽ lấy nhịp đều và chơi đầu đến cuối nhé. 1, 2, 3, 4. Pha 2, Mi 2, Rê 2, Đô 2, Rê 2, Mi 2. Thì cô Vân sẽ chơi với lại nhạc ở tốc độ chậm và tốc độ nhanh. Các con cùng quan sát bản nhạc nhé. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4, quay lại. 1, 2, 3, 4. 1. Thực hành bản nhạc Church Organ. Ở bài học này thì các con sẽ luyện tập nốt Đô, Rê, Mi, Fa đối với khóa son tay phải và chúng ta nhớ vị trí nốt nhạc ở trên bản nhạc nhé. Cô chúc các con luyện tập bản nhạc này thành công. Chào tạm biệt các con. Hẹn gặp lại các con ở bài học tiếp theo.